Let's go. Mình thử chơi PUBG nhá. Lâu lắm ấy mình cũng không chơi PUBG ấy. Vào chắc bây giờ chỉ đấu hài thôi. Có thể bắn. Lộn rồi, đi coi mẹ súng đâu. Đi mẹ mày chạy xuống đây bắn nhau hay sao? Vã lộn thật, chạy hai kho đéo súng thì còn mẹ cái thế ném cái nồn. 1 hour later. Thề các bạn, bây giờ đéo dám ra được ở đây thì phải ra là bắn chết, đéo mũi đéo giáp đéo gì cả, đéo máu thì phải. Sao bây giờ bắn bắn gì nhát nhỉ, nhát thối thì phải, như con cái, nhát như con cái thì bạn. Bò lồn tí đây. Còn mẹ mày. Có một cách là đéo nhảy chỗ lẻ nữa các bạn ạ. Địt co mẹ cứ nhảy vào bút cam này, đá chim thoải mái thì mẹ nhảy vào đây chỉ có chết thôi. Đá thì đéo được đi. Xuống đây vào nhau. Địt mẹ bố mày vả cho. Địt mẹ hai ván đầu tao chưa lấy lại được cảm giác thôi. Rồi xong, địt mẹ cảm giác là địt mẹ mình nhảy trượt luôn. Mẹ bây giờ mình bắn mình hơi bị luống cuống các bạn ạ. Nhìn con mẹ mày ở bên trên, cứ tưởng ở bên dưới ạ. Quyên Ami top 1 nhảy dù. Thảo Saya. Đừng bị bảo quang đã. Mày chọn nè. Anh chọn nè, em bật là hai phát. Chọn nè. Bật em đi.
Úi trời ơi, mà Aki còn cắn nhau không? Đâu xem nào. Thích cắn nhau à? Được. Được em. Cắn bằng chết luôn. Úi trời. Ui, lại còn biết chơi auto chat nữa. Ghê thật. PUBG, LOL, auto chat, Apex, Audition. Nốt lại một. Tìm một bạn khác làm mới. Chúc bà. Từ lúc em mọi người biết em sinh năm 92, mọi người chê em già với cả ế nhiều quá nên bây giờ em phải hóa là em sinh năm 2K2. Thế thì cái gọi, thế thì cháu là gọi bằng cô. Thôi lại cô. Thế đấy, gọi bằng cô hơn cả 10 tuổi gần một con giáp. Anh cấp. Thế em bảo sinh năm 2K2. Anh thấy chưa? Cái tuổi già khổ thế. Không sao em. Mình già mình mặn mà. Không gọi bằng cô thì gọi bằng gì? Gọi chị thôi. Không. Trời tụi cô đéo gì. Già bó mẹ. Không được, phải gọi con cô. Mẹ cháu dặn rồi, gặp người lớn tuổi là phải biết lễ phép. Ờ thế cũng được, gọi cô cũng được. Từ cái lúc mà mình, mọi người biết mình sinh năm 2K, à 92 là bắt đầu nhiều cháu vãi cứt. Thế à, thế thì cô có thêm một đứa nữa rồi đấy. Nhiều cháu thật thề luôn. Có người không? Cô ơi, có đấy. Cô có người đấy. Gần gần lúc ấy gần mình có người mà. Cô thục chất mẹ này. Sợ gì ra ba thằng nhóc này. Thục. Tại sao lại là thục? Phục là sao ăn? À. Thế thì em phải gọi là thụt. Ôi coi. Đi con mẹ. Cô ơi đi, cô với cháu vào thục chất mẹ luôn cô ơi. Đi. Đi. Bay quá, còn lau cái băng đít. Nhà bên cạnh em chip ơi. Đợi tí, ăn máu cái. Có cái sike nó. Nốc rồi, nó nốc rồi. Hai thằng. Còn mỗi mình em bắn đi. Đéo chơi. Nó chạy bên trái em kìa. Mẹ đông mái cứt. Bị nó hiếp dâm. Sao mà chịu được? Mẹ nó hiếp thêm sao mà chịu được? Ơ em tên thật cũng là Nim luôn á? Không, em tên thật là Linh. Linh ấy. Linh. Vâng. Ngọc với Linh. Biệt danh là Linh Thụt. Đúng không? Giờ nó gọi cô là Linh Thụt. Được. Thụt cũng cứt. Cô Linh Thụt. Mình bảo thục chết, nhưng mà thụt đó mà thụt. Chơi đủ thục. Ờ, thục ấy. Thế gọi là linh thục vậy. Linh thụt. Thục lữ đó. Cười cạt. Nhưng mà nói trước với mọi người là em 2K2 nha. Em có người yêu chưa? Hả? Cháu nói thật với cô. Em có người yêu chưa? Em chưa thấy ai yêu hết. Chúng nó bảo em là gái già ế còn gì. Cái gì? Em chưa thể yêu ai á? Hay là gì như nào? Chưa thấy thằng nào yêu. À. Đấy là do cô nói chuyện. Nghe cô nói chuyện đánh đá đến thằng nào dám yêu. Đánh đá đéo gì?
đang nói chuyện bình thường. Đấy, nói chứ chưa nói đã bắt đầu là đéo rồi, văng đéo văng tục ra là không được. Cô phải kẻ dịu dàng. Rồi đi. Nhưng mà dịu dàng thục nữ thì nó lại bảo là kiểu thảo mai, bạn thảo quả. Không, nhưng mà cô không nói dịu dàng thục nữ được, thề luôn, đéo thể nói được. Em livestream cho Facebook đi. Thế cái hôm em bị gì ta? Em chửi bậy, em chửi trên Facebook nhiều quá. Thế nó ban Facebook của em luôn. Không, nó không ban và bị quản lý nó nhắc nhở, nó chửi nhiều quá. Thế xong rồi bây giờ em không livestream luôn. Đâu. Em có em nói thật nhá. Cô nói đi, cô nói thật trước đi rồi cháu nói thật sau. Em có thể chửi nhau, em có thể ngồi chơi game chửi nhau 6-7 tiếng đồng hồ, đéo sao, có thể chửi từ đêm hôm trước đến sáng hôm sau. Uầy, được vậy rồi cô ơi. Không thấy mệt một tí nào, không thấy mệt, tức là ngồi kiểu chửi bậy các thứ, ngồi không thấy mệt một tí nào, nhưng mà ngồi đéo hiểu sao, ngồi livestream 4 tiếng, thế tiếng là bảo là mệt thế. Uầy. Chạy đi, đéo chơi nó, phải đóng vãi lồn. Sao? Một lồn. Cái bịt. Một người đã ra đi. Cứu cháu cô ơi. Cứu được cô. Ok, có hai thằng đang chạy vào này, có hai thằng chạy vào này. Cháu đang ở đâu? Lát thế nhỉ? Ngoài này. Chuông á. Có một thằng đang chạy vào. Úi vãi lồn, nó thục một cái kìa. Mẹ. Tao bị chết rồi khẩn thục. Cái tên. Lát thế. Sao thế cô? Đéo chấm nữa đâu. Chấm chỗ váng váng thôi. Ôi. Mình thì đã thiếu người. Đéo chấm nữa. Đấy là cô chấm với ai chấm? Từ từ, mẹ. Thôi được rồi. Cần tuyển thêm. Cô sai. Cần tuyển thêm một người nữa để vào mẹ cho nó đủ team vậy. Cộng 1. Thôi cứ bắt trước đi. Tay to và gánh cô ạ. Có Linh thụt. Em ở đâu ở Hà Linh? Em Hà Đông. Hà Đông à? Ôi, Hà Đông. Vâng. Chỗ nào Hà Đông? Miền Đông Hà Lan. Em ở nó giáp với Trần Phú ấy, chỗ đoạn Phùng Khoang ấy. Cái chỗ khu trung tâm thương mại Phùng Khoang đấy gì? Trung tâm thương mại. Đúng mà. Đúng mà. Bán nhiều đồ với trưởng ra đấy, trung tâm trong đấy cháu thấy chẳng thiếu gì cả. Trung tâm thương mại có khi còn không bằng ấy, mà đồ lại còn rẻ, ai cũng mua được. Trung tâm thương mại không phải là ai cũng mua được, người có tiền mới mua được. Rồi KFC nha, cảm ơn bạn. Cô Linh thụt đây. Ơi. À, cái tầm tuổi của cô bây giờ cháu thấy là bố mẹ có bắt cô lấy chồng không? Có, lúc nào gọi điện ra cũng. Mày không lấy chồng à? Mày thế lấy chồng cô, đi. Cô. Ơ quê em ở đâu? Em ở Thạch Thất. Thạch. Thạch Thất. Thạch Thất Hà Nội. Cháu biết ở đấy nói tiếng nghe buồn cười lắm, cháu thề với cô luôn. Ừ thế nên cô mới bị ngọc đấy. Ngọc lờ bên lờ ấy. Kéo. Quê có gì đâu. Cỡ for fun nha. Không nói được. Không nói được. Cô tự nói đi xem nào. Không nói. Đéo đây, nói ta là bảo tọc. Ở dưới đây nó xưng là cái gì? Ta mi đúng không? Ta với mày. Ta mày. Ta mày. Ta mày. 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 Mày huyền mày. Sao Thạch Thất thuộc cũng thuộc Hà Nội mà lại bị kiểu như thế nhỉ? Anh có biết Thạch Thất không? Biết. Mỗi chỗ nó, mỗi làng nó nói một giọng khác nhau luôn. Ừ đúng, cái này cháu biết này. Mỗi làng nó nói một giọng khác nhau luôn. Ví dụ như là làng em và làng Tràng Sơn nhá. Cái làng bên cạnh làng em ý, hai, ba làng sát làng em ý, mỗi làng nói giọng một cái giọng khác nhau luôn. Thư Bằng nói giọng khác này, Thạch Xá giọng khác này. Cạnh Đậu Dị Nậu nói khẩn nói giọng khác luôn. Mẹ nói. Em đi học cấp 3, hồi xưa em đi học cấp 3 ấy.
nó như một cái gọi là mẹ phải siêu tập vùng miền ý. Ui, có kia mình con cái thôi. Ờ, ok. Thế cô làm này, anh đít mẹ, đã... chúng nó lại đá live stream rồi, chúng nó lại đá stream rồi, hiếp dâm nó kia, đít mẹ mày. Đánh nó, đi hiếp nó trước khi nó hiếp mình. Mấy cái thằng phò này lại đá lại. Có thằng trên tầng 2, có thằng trên tầng 2. Được rồi, cô cứ bình tĩnh, có gì vội vàng thế. Định cái S, cái thằng kia của nó mà đéo cái S được nhá. Chơi nó đấy. Ui mẹ ơi, nó bên này em ơi. Tao em gà thế, cái đồ con gà. Cô ạ, cháu xin lỗi, cháu nói này, kiểu này chắc cô năm 40 tuổi cô mới lấy được chồng. Cháu xin lỗi, nó hơi xúc phạm cô tí nhưng mà Cái thôi đi. Anh của cháu là lúc đầu là cũng nhắm cô đấy, nhưng mà cháu nghĩ là sau tình huống vừa rồi là anh cháu cũng nghĩ lại rồi. Thôi thế được rồi. Nhưng mà không, anh cháu thích quá. Thích đi tôi. Cháu là anh cháu à mà? Không, anh cháu tao lại không biết. Cái gì? Không, mày nó sạch sai. Mày vừa bảo cái gì? Cháu bảo rồi anh cháu thích đi cô, nhắm cô từ lâu rồi. Hôm nay bắt đầu bây giờ mình dám bỏ tiền ra thuê. Sao bỏ tiền ra thuê? Thôi mình như kiểu thì phải tiết kiệm mãi hả? Tiết kiệm mãi mới được 69.000 nhờ. Thuê một giờ. Thôi, mẹ sao cái bọn này nó cứ thích mình bắn mình nhỉ? Cô làm sao đây? Vừa mới đáp rủ xuống xong ấy. Cô đáp chỗ nó đấy. Nó ngoài. Nó lên này. Con mẹ nó chứ. Con mẹ lên đây. Tức thế nhở? Mấy thằng lồn này. Nó vào nó chỉ giết cô thôi. Tại cô trong kho, trong kho. Tao trả thù chúng mày sao? Mày cứ đợi đấy. Móc nó đi anh, nó đang... Đúng rồi, nice try. Chó này. Chuyện đổi cơ. Đổi đẩy sang, bọn này bọn khác đẩy sang sao ấy. Đúng vậy. Ê, cái nhà cũ của mình có. Nhà cũ của mình có kìa. Rồi, thấy được rồi. Tầng 2. Thế giới nhất này bảo bắt mấy thằng trên đồi đang đẩy xuống. Đông quá. Ba thằng này ăn tim khác đấy. Má nó chứ. Bọn này đéo cho mình chơi game. Chúng mày cho tao chơi game tí đi. Chịu. Đi thấy không? Chịu. Thiếu người chơi khó quá. Đấy là do cô chết sớm chứ. Chết đủ mẹ vừa mới thả dù xuống bắn thì biết làm nào. Sao cô chắc cô chửi cháu. Sao cô phải chửi bọn đó chứ. Chửi nó rồi, mẹ chửi chán rồi, à mày chọc vào. Áo đẹp thế. Hello chị. Hello, áo đẹp thế. Cho chị cái áo được không? À, cái áo này không cởi được kìa. Cởi được. Áo không cởi. Sao thích game được kìa. Được rồi. Áo đấy nó dính liền với da rồi. Bãi cức. Áo này không cởi được. Mà áo đẹp ấy nhở, mùa đâu ấy. Mùa đâu ạ. Áo này áo partner mà. Áo partner. Từ đợt đầu của PUBG gì? Từ lúc mà PUBG nó mới ra ấy, những người nào mà hợp tác với cả Bluehole ấy thì sẽ được cái áo này. Em là một trong những người đầu tiên. Nó làm bảo vệ của công ty đi. Thì ra là thế. Hiểu rồi. Trước hơi bị quan trọng đấy mày. Ơi. Trong nhà.
Cái đít mẹ nó tưởng bên khó cơ. Ôi đứng quay đít mặt nó đi. Cay thật.